mẹ có giật mình, mẹ nói câu con sinh tuổi gì, em nói em sinh tuổi cọp. Mẹ nói chết rồi, tuổi cọp chắc nửa giờ giặt gà chết quá. Là thằng con trai có quen một người, quen người đó cũng được mấy năm rồi, chuẩn bị đi về quê hỏi cho, nhưng mà sao hai đứa không thích hợp chia tay nhau. Thấy con buồn quá, mẹ mới nói thôi con kiếm cuộc tình mới đi con. Sau cùng là dắt cô này về. Cô này về thì thấy cô lanh lợi, cũng dễ thương, cũng dễ cưng. Còn không biết Nhi thì sao? Cái lần đầu tiên khi mà gặp mẹ chồng đó, ấn tượng điều gì? Mẹ, lần đầu tiên là gặp mẹ thấy mẹ nhìn em á, nhìn từ trên xuống dưới. Mẹ có giật mình, mẹ nói câu con sinh tuổi gì, em nói em sinh tuổi cọp. Cái mẹ nói chết rồi, tuổi cọp chắc nửa giờ giặt gà chết quá. Tại chồng em tuổi gà nên là sợ giặt chồng em. Dâu nó có dễ thương như lúc ban đầu mới gặp không? Có, nhưng mà không biết nha, mẹ làm cho hết. Mẹ thấy là con dâu thì phải ra hoài bươn chải. Dạ. Mà đôi khi con có bực mình, bực mình nhưng mà trong lòng không để được lâu. Nhưng bực mình có nói cho nó nghe không? Cứ gặp đầu nói. Tại sáng lên là dâu đã đi rồi, tối dâu mới về. Thì một tuần lễ chỉ gặp dâu được bảy thứ bảy chủ nhật. Thì mẹ nói thôi có chuyện nó cũng không gì, thôi phải làm, cứ làm đi, sức khỏe có là nên thương dâu mà. Còn nàng dâu thì sao? Có dạ. Cảm thấy là mình hợp với mẹ điều gì không? Có, em hợp mẹ nhiều thứ. Mẹ xịt tin quá trời luôn. Mẹ là dễ nhất trên đời luôn á. Là mẹ ăn dọn nè, mẹ hát cũng hay nè, mẹ thương con á. Dạ. Mẹ hiểu tâm lý đó. Cho nên là cái gì nhỏ nhỏ cái mẹ bỏ qua, hoặc là mẹ nhắc khéo, hoặc là dễ nói chồng em để chồng em nói em. Nhiều khi không biết chồng có nói hay không, không biết. Nhưng mà có bao giờ mẹ buồn nàng dâu mà mẹ không nói không? Tại vì mới quá. Có một kỳ cái ngày mà chuẩn bị đám cưới á, là nó hẹn cái ngày là cái nhằm ngày 23 bên đàn gái làm trước. Thì tháng đó kịch liệt đứng lên, con có chịu ngày 23, con có chịu ngày 23, chuyển qua nhà khác cho con đi. Sao vậy? 23 ngày không tốt chị, 23 kỵ ngày 23, 14, 23 đó. Câu ông bà ta ngày xưa nói mấy đó. Cái ngày đó là em kỵ, cho nên là thà chọn rồi chọn ngày nào cũng được. Ủa nhưng mà sao mình lại chọn ngày 23 cô? Tại vì bên đàn gái đẩy trước, bên đàn trai rước dâu. Nhưng mà con mình chỉ là nghĩ là đàn gái không có quan trọng. Mình nghĩ là rước dâu là quan trọng. Vì con dâu không chịu, la lên, bắt đầu ngày mai biết lỗi, xin lỗi mẹ. Thì cũng thấy được. Cô cũng có làm ngày 23 không? Không. Vì là thương con dâu rồi. Nói chung là con dâu cũng sợ ngày đó không tốt, rồi nữa về làm dâu cũng tốt thôi. Nhưng mà mình còn nhỏ mà mình về mình làm dâu vậy, mình có gặp khó khăn hay là áp lực điều gì không? Em thấy cũng bình thường à. Tại em còn nhỏ em cũng đâu biết gì đâu. Nhiều khi mà mẹ giận cũng không biết sao mẹ giận luôn. Nhưng mà những cái lần đó mẹ cũng phải nên nói cho dâu, tại vì dâu còn mới quá, không hiểu ý mẹ. Nhưng mà hôm nay cô có dịp lên đây thì cô có dịp nói. Nói cái gì mà cô bỏ trong bụng giờ nói ra. Đúng rồi, phải dạy. Dâu là phải dạy. Đúng rồi. Dâu là giống như con gái của mình, mình phải dạy. Bên phía Suya gái á, có một người con gái thôi nên được cưng, rất là cưng. Bữa đó hai vợ chồng tổ chức đi về thăm ba mẹ. Cô mới gọi điện thoại, cô cũng muốn hỏi thăm chị Xui. Cô nói gọi đi. Thế chị cầm cái điện thoại, chị nói mẹ hay gì mẹ? Ủa mẹ con đâu? Nói mẹ con đang ngồi lặt đậu nấu chè. Ủa sao con không xuống phụ mẹ con, để một mình mẹ con làm vậy? Cừ, nghe răng cừ thôi. Thế là chị Xui ngồi sau nghe tiếng, thôi chị để cho con nghỉ ngơi đi, để em làm cho. Thôi rồi, bỏ tài. Nhà mẹ ruột cưng quá rồi. Cưng quá, có đứa con lặt đậu á chú, cháo chè đậu đậu trắng á, mà lặt mấy cái đen đen ra nè, lặt ra hết luôn, là từng hộp một, giống như tấm á, ngàn tấm mình lặt hộp từng hộp mình nấu cho con. Nhưng mà sao em tự nhiên xúc động vậy? Thương mẹ. Mẹ nhớ mẹ đó. Nhớ. Chính ra có những người con á, thấy mẹ thương rồi cũng không làm gì luôn. Nhưng chính ra càng mẹ mình càng thương mình á, mình lại càng cố gắng học làm nhiều hơn nữa để có thể giúp mẹ sau này. Còn hai mẹ con về mua sắm, về ăn uống, về họp, có họp gì nữa không? Theo lắm.
cứ mà mẹ nấu cái gì mẹ nấu ngon quá, cái gì cũng mẹ ngon quá. Mà thôi giờ biết rồi, biết cô ta nịnh mình rồi thì thôi buông xuôi làm thôi. Vợ nói sao vợ? Yeah. Cái gì cũng khen á. Sinh nhật mẹ thì cũng biết mua quà cho mẹ, lần đầu tiên mua đôi dép. Yeah. Không hỏi mẹ mà số mấy, mua đôi dép gì mà mang gì nó bự quá trời bự luôn. Ôi đôi dép này sao mẹ mang vừa con, nói thôi con đi đổi khác cho mẹ. Yeah. Rồi cũng mua cho mẹ cái áo. Yeah. Thấy cái gì thích là mua cho mẹ, thấy cũng có hiếu thôi cũng được, được rồi. Mình thấy vậy cũng diễm phúc à. Vậy là cũng biết nhiều đó con. Dạ. Mẹ con nó còn không biết gì hết. Còn về cái khoản mà làm đẹp á, hai mẹ con mình gọi là có cùng chung quan điểm không? Chung gu luôn, gọi là trời sinh một cặp luôn nhá. Như chú nhập nước luôn á. Ừ. Là đi sớm móng tay, làm tóc, mẹ tóc này đẹp không con? Thấy em đánh má hồng á. Dạ. Cái má nó, thôi con đánh má hồng nhìn mẹ đi cho nó hồng 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 cho nó đẹp. Em cũng đánh luôn. Vậy thì không biết hai mẹ con mình có điểm nào mà chưa hợp nhau không? Chắc có khẩu vị đồ ăn thôi. Đồ ăn thì tại vì mẹ Vũng Tàu, em miền Tây á, cho nên là không có hợp vị nha thôi. Nhưng mà chăm chế ăn vẫn được. Nhưng mà cô ơi, nàng dâu này á, có điểm nào mà cô chưa hài lòng không? Có. Phải có chứ. Dạ. Điều thứ nhất là về thấy mẹ mình làm cái gì, cả nhà vô phụ mẹ. Dù là mẹ nói thôi con đừng có làm, nhưng mình vẫn phải làm. Dạ. Đó là cái điểm đó. Dạ. Điều thứ hai, Lì nói hoài con ơi, nếu á đi hai vợ chồng mới con mặc đồ kính, mặc đồ hở hở không nói gì. Yeah. Con đi trong gia đình á con mặc đồ đừng có hở con ơi, mà cứ hở hoài. Tại có mấy cái quần mà nó nhìn nó đẹp đẹp đi xích các kiểu, em thấy cũng thấy thích thích, em mặc đại lên cho nó đẹp đẹp theo trend người ta. Điều thứ ba, ăn nói thì không suy nghĩ, muốn nói là nói thôi, không biết người đó có buồn hay vui không quan trọng. Nhưng mà khi mà nhận là biết mình sai, là biết xin lỗi, thì cái đó cũng là mình cũng thấy là được cái chỗ đó. Mình xin lỗi biết nhận được điểm. Xin lỗi hoài cũng mệt lắm. Sao còn tức là còn không biết hay là còn chưa biết? Con biết thiệt, chồng con cứ dặn là đánh lỡ, em cứ đánh lỡ 8-7 lần gì đi, rồi em hãy nói ra cái con của một em con cũng đánh lỡ mà con ngồi suy nghĩ 15 phút đồng hồ rồi con mới nói, mà con nói dẫn con không hiểu. Thì con có điều gì cũng nói mẹ, có những gì mà đó giờ không dám nói không? Có. Có cái này giấu. Xin đảm mẹ trước mình đặng không mẹ buồn. À, dạ. Đều lưỡi rồi, uống rồi. Uống lưỡi chưa? Là chuyện chăm chồng con. Chồng con vừa khi mà nặng việc ổng stress quá, cho nên là ổng ốm. Mà hỏi rằng chồng cũng trở qua cái mẹ nói sao mày không chăm chồng mày gì hết mà chồng mày ốm quá à. Con mới nói là con cũng chăm chồng con, ăn đều đặn đầy đủ, chăm ổng quá trời luôn mà ổng ốm. Rồi mong mẹ là mẹ thương con nhiều hơn là thương ổng một xíu. Tại vì con cũng chăm ổng mà ổng cũng phải chăm con nữa chứ, phải chăm qua chăm lại. Nhiều khi mà có một tầng không về nhà, 2-3 tầng sau mới đem về nhà. Mập mới đem về nhà. Ờ vậy đó hả? Dạ. Thì đúng rồi, mẹ là mẹ thì mày thấy con mẹ vậy mày phải lo rồi. Mẹ phải đau lòng rồi. Đừng ăn hiếp chồng con quá. Con hiếp không? Chắc cũng có, tuổi dần mà. Tuổi dần mà. Theo con thì thời gian sắp tới con phải làm gì để có thể cái mối đương nhiên tình cảm với mẹ chồng nàng dâu nó gắn chặt hơn? Con thì chắc con chừng nữa con về nhà con nấu cơm cho mẹ. Con đụng gì con làm đó cho mẹ, chứ lại là lựa lời lại xíu. Con biết là con lựa lời nhưng mà nhiều khi con không biết nó là sai. Hai mẹ con có giao lưu Facebook với nhau không? Có. Thấy mẹ mà đứng ca là bấm tim, thả tim quá trời tim luôn. Đâu dám đâu, phải vô thả tim thôi mẹ ghim. Bởi vậy mẹ cứ đăng hình gì cái là hoặc là nhiều khi like xong rồi phải bình luận. Nhiều khi mà ngày hôm đó cách ngày 2 ngày không like thả tim, cái mẹ cũng không có liên hệ, mẹ buồn buồn cũng phải quay lại là hiểu ý mẹ. Này dám like xíu. Bữa nào nha chú ở Linh, nếu không bữa nào mặc đồ đẹp là đưa lên liền cái dấu khen. Ôi trời, bữa nay mẹ đi đâu mẹ nhỏ màu tóc mà đẹp quá vậy mẹ, mẹ mặc đồ đẹp quá mẹ, là thấy thích. Tại vì cái tuổi mình giờ ai khen là mình thấy thích rồi. Không like là mệt lắm á nha. Mẹ chồng nàng dâu giận nhau bởi vì không like đó, like cũng phải thả tim. Mới cưới nhau chắc cũng không có chuyện gì nó mâu thuẫn căng thẳng lắm, chỉ thấy là vui lắm rồi. Bây giờ thì chồng con có gửi chương trình một bức thư để chú đọc coi chồng con nói gì đây. Gửi mẹ với vợ,
tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Suy nghĩ đầu tiên khi nghe tin vừa vui mà vừa lo. Vui vì anh xem cũng nhiều tập của chương trình rồi, có nhiều tình huống hài ước xảy ra trong cuộc sống hàng ngày giữa mẹ chồng và em mà anh chưa biết, nhưng cũng lo lắng vì không biết câu chuyện của mẹ và vợ sẽ diễn ra như thế nào, các khúc mắc có được gỡ bỏ hay không. Em à, anh biết đôi lúc vợ cũng giận mẹ lắm vì không công bằng, thương anh hơn là thương em. Lo lắng chăm sóc anh, dặn vợ lo chăm sóc cho chồng nhưng không quan tâm và để ý tới cảm xúc của vợ. Nhưng nhiều khi không có vợ, mẹ cũng hỏi thăm vợ. Anh biết mẹ cũng thương vợ nhiều lắm, nhưng vợ cũng không khéo cho lắm. Trong việc chăm nom nhà cửa, dọn dẹp trong nhà, nên đôi lúc anh thấy mẹ không được vui, nên vợ phải chú ý hơn nữa nhé. Và cũng mong mẹ chia sẻ nhiều cho vợ chồng con, đặc biệt là vợ con chú ý hơn. Mẹ ơi, hôm nay thấy mẹ và vợ cùng tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, con thấy vui lắm. Đây là cơ hội mẹ và vợ có thêm những kỷ niệm vui vẻ, thông qua chương trình sẽ hiểu và đồng cảm yêu thương nhau nhiều hơn. Vợ ơi, thật là tuyệt vời khi vợ chủ động đăng ký chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chúc vợ và mẹ có một buổi ghi hình thật nhiều niềm vui nhé. Sau cùng, gửi lời thăm chương trình đã tạo điều kiện cho gia đình em tham gia buổi trò chuyện ý nghĩa này. Chúc cho chương trình mãi thành công và phát triển ạ. Hết. Sao? Thấy bức thư của anh chồng cảm thấy như thế nào? Rung động không nhận ra chồng. Ủa, chồng em đây hả? Vậy Nhi muốn gửi gắm gì đến mẹ chồng? Em muốn mẹ với em là thông cảm nhau hơn, rồi hiểu nhau nhiều hơn. Còn mẹ muốn chụp hình selfie check in rồi sắm ăn dọn gì ấy, con làm hết cho. Để con make set up cho mẹ hết cho, con làm được hết. Cảm ơn con. Rồi, mẹ chồng có muốn con dâu thay đổi điều gì không? Mẹ muốn con là chỉ sửa lại cách ăn nói thôi, chứ con là thấy ok rồi. Dạ. Không, vì cái bản chất cô này có duyên đó. Nhưng thôi, nói nhẹ nhàng là chút xíu. Dạ. Ha. Chúc mẹ chồng nàng dâu hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Dạ thưa chú, thực ra thì cái lúc đầu con nghĩ là mình sẽ sang đi kiếm tiền về phụ giúp gia đình và sau này sẽ về lấy một cô vợ Việt Nam. Nhưng mà có lẽ là do cái duyên số nên là con mới quen một cô gái Thái và thành vợ chồng ạ. Cái lần đầu tiên bố vợ gặp con rể của mình đó, thì bố vợ cảm nhận gì về chàng trai Việt Nam này? Con rất sự cảm động và mình Việt Nam đang có một cô xã con đi chạy và con đi đồ là đủ ra có cuồng, rất sự cuồng cả. Ấn tượng thế nào khi lần đầu tiên gặp bố vợ thế Tuấn? Khi mà lần đầu tiên ra mắt bố vợ ở Thái của con á, khi đó con vừa lo vừa sợ, bởi vì là cái mức thu nhập của người Việt mình khá là thấp chú ạ. Khi đó con làm hướng dẫn viên thì một tháng chỉ được có khoảng 7-8 triệu thôi ạ. Còn vợ của con là bác sĩ thì một tháng thì những 25 triệu cơ, gấp 3 lần của con. Đấy nên là khi mà con xuống ra mắt bố vợ thì con khá là lo, bởi vì là cái tiêu chí, cái tiêu chuẩn của người Thái khá là cao, con sợ là mình không đáp ứng được chú ạ. Em có khá nhiều nói cho bố vợ của em hiếu. Em cho là người Việt, là em con là người Thái đúng không? Là bố và gia đình của em không hiểu là sao nói được, sao nhung nhau được nhá. Và con từng có phán, có hầm cho cố gắng thuyết phục bố. Hỏi em gái học tiếng Việt từ ông xã hay là mình học ở đâu vậy em gái? Em vừa học và chú không nói được nhiều và em có cắn chút này nè. Tức là bạn ấy nghe hiểu nhưng mà không nói được nhiều chú ạ. Cao là tiêu chuẩn thế nào để vào được, có thể chia sẻ cho người Việt Nam được biết không? Cho em nói, cho em trả lời chú nhá. Em trả lời tiếng Thái nè. Em không biết tiếng Việt. ถึงพอเหลือเงินเหลือทั้งสิ้นถือชื่อเสียงแต่ว่าตัวเข้ามาหาเจด้วยความจริงใจมันก็เป็นทั้งหมด
Em chép đến với con đó, cô là chú, thì cô ấy đã gạt bỏ tất cả mọi cái đó. Được một lần thử sức mình á. Làm rể ở Thái thì trước tiên là mình phải có một cái thử thách mình, tức là mình phải có một cái lễ cầu hôn. Như con là khoảng 150 triệu ạ, nếu như mà tính như tiền Việt. Cái phong tục của Thái thì cũng khá là khác với Việt Nam, nên là con cũng phải cố gắng để mình hòa nhập với họ. Con đã phải cố gắng rất là nhiều, cố gắng để chứng minh cho bố vợ biết là bố ơi, con có thể có khả năng để nuôi được con gái của bố. Con sẽ cố gắng hết mình. Chú về Việt Nam nhiều lần chưa? Thấy Việt Nam đẹp không? Bố vợ của con về một lần khi mà đám cưới của con ạ. Việt Nam sau khi án vượt qua Bỉ, Việt Nam vượt về lý do vượt án Việt Nam chúng ta cho một cái nhận Việt Nam rủi mặt. Rồi, em gái nè, em thấy ưu điểm của người chồng Việt Nam là gì em gái? Là em cho trung sắp em là trung sắp gia đình của em tốt quá, làm cơm cho đi chơi này hôm kia nhiều quá. Chú Quyền Linh có nghe hiểu em chép nói không ạ? Nghe chưa rõ, con dịch lại cho chú đi. Tức là vợ con có nói là con khá là ok, biết chăm sóc gia đình, biết nấu nhiều món ngon và lấy lòng bố vợ rất giỏi ạ. Khi mà về nhà thì cũng phụ bố vợ làm việc này với nó kia, rồi con cũng hay nấu ăn để lấy lòng bố vợ ạ. Bố mẹ con hay nấu cơm ở Việt Nam nên là con cũng học được khá là nhiều món. Bố vợ thích món ăn gì của con rể nè? Bố thì bố do Việt Nam, cầm cặp kỳ Việt Nam ở ngoài mạng. Món chả giò chú ạ, giò lụa và món bún đậu mắm tôm ạ. Bún đậu mắm tôm hả? Ok, các bạn ơi, hôm nay là bố vợ mình lần đầu tiên ăn món bún đậu mắm tôm nha các bạn. Thì cũng là lần đầu tiên nên là Châu cũng đã làm, tự làm nha các bạn. Thì cho bố vợ ăn thử. Ăn rồi. Chim nít nổi đó là đậu phụ nha các bạn. Đậu phụ nhập cái chim chứ gì. Nhìn là ngon rồi. Thật ra ngon. To quá. Này là thơm quá. Mấy khiêm mắc. Sợi chim chứ phải không? Thật cà phì. Đây, bên cà phì Việt Nam. Tôi phải cà phì Việt Nam một chiều. Tôi thích ăn. Tôi ít ăn. Món đồ mắm tôm. Mắm là mắm tôm. Được. Ngon quá. Ngon quá. Pút chất mà. Ngon quá. Tôi thích ăn. Tôi thích ăn. Bún đồ mắm tôm. Bún đồ mắm tôm. Ok, nói tôi đúng nè, nói sai. Sau đây thì ăn kinh số, sau đây kinh hợp, kinh mộng. Ăn phụ ăn phá có gì, tao kinh lúc gửi, tao mẫn lúc, thay kinh tao lúc gửi trên nào hả? Có khi nào mà con đi shopping cũng mua đồ tặng bố vợ không Tuấn? Dạ vâng, bố vợ con thì cũng ăn mặc khá là đơn giản nên là thỉnh thoảng con cũng mua áo và quần rồi ít đồ cá nhân để tặng cho bố ạ. Nhưng mà bố thì cứ bảo là không đừng mua tốn tiền ạ. Rồi này, thật sự xưa này chứ kinh kê này. Có bên luộc người chứ đi ra lắm ạ. Ủa, cái bò ta kinh. Có điều gì chưa hợp không Tuấn? Nếu như mà có điều gì chưa hợp thì có lẽ là con nghĩ là cái văn hóa thì có lẽ là chưa hợp lắm ạ. Ví dụ như thế là ngày lễ chùa chình hoặc là này nó kia là người Thái người ta khá là chu đáo. Ví dụ như hàng tuần là người ta sẽ đi chùa làm lễ này nó kia, nhưng mà nhiều lúc công việc của con bận á chú, con không thể đi được nên là nhiều lúc bố cũng không vừa lòng lắm về cái chuyện đó. Vì là bố muốn là tuần nào cũng phải lên chùa làm lễ cầu may, cầu cho gia đình mạnh khỏe này nó kia. Cho chú hỏi bố nè, bố vợ thấy có điều gì mình không vừa lòng với con rể, chưa hợp với con rể? Lương bà xã thì cũng mày này. Lương bà xã. Chỉ có giờ em gái thôi, vợ của con sẽ làm cách nào đó dạy tiếng Thái cho chồng mình nhiều nhiều chút xíu.
rồi Tuấn có thể có thời gian để chỉ cho bố vợ tiếng Việt nhiều nhiều chút xíu để mình học rồi ở nhà mình nói chuyện nhau nó hiểu nhau nhiều hơn. Con thì con nói tiếng Thái khá là giỏi rồi, nhưng mà dù con nói giỏi đến chừng nào thì con cũng không thể nào mà nói được hết tất cả những cái ý nghĩa như thể thâm sâu trong các từ câu nói chú ạ. Gia đình bố vợ hay là nói chuyện với nhau thì có nhiều cái không hiểu hết được ạ. Rồi cái phong tục của người Thái đó Tuấn, ông ngoại bà ngoại có lo cho con cháu của mình hay không, rồi có tham gia vào cái việc là gọi là chăm sóc rồi nuôi nấng con cái không vậy Tuấn? Cũng gần như là giống Việt Nam mình chú ạ, có công có việc gì thì bố mẹ vợ sẽ đến ngay ạ, và có chuyện gì quan trọng thì con sẽ gọi cho bố mẹ vợ để bàn bạc và xin ý kiến ạ. Tức là họp gia đình đó hả? Dạ vâng ạ. Hai vợ chồng có bao giờ tổ chức sinh nhật cho bố chưa? Tổ chức sinh nhật rồi chú ạ. Nhưng mà vì là bố không thích tổ chức to tốn kém nên là chỉ tổ chức nhỏ nhỏ ở nhà thôi ạ. Cho chú hỏi bố vợ nè, chú có bao giờ buồn con rể của mình không? Có. Không nhìn bên thằng thắng có buồn à. Thằng xong là sống tổ chứ. Thắng vào sống chạy thì có vô dụ. Đi đâu cũng thể là có mọi trẻ là mang đứng nổi. Khi đó là kinh tế con đang phát triển khá là nhanh, làm tour du lịch và cho thuê xe du lịch cái chú. Bình thường cái mức lương của con một tháng chỉ kiếm được 7-8 triệu, nhưng mà khi mà con làm vào đó một tháng con kiếm được cả 6-70 triệu, 100 triệu khi là con bị cuốn vào trong cái công việc. Con bị cuốn vào trong cái công việc. Công việc làm tour du lịch của con thì cứ hôm nay ở Bangkok, ngày mai ở Pattaya, bữa kia ở trên mày, cách nhau hàng nghìn cây số. Gần như là một tháng 30 ngày thì con dành 29 ngày cho công việc chú ạ. Nên là cái thời gian mà con chăm sóc cho gia đình nó gần như là không có chú ạ. Nhưng mà sao con biết bố buồn con vì đó mà? Vợ con khi đó khá là buồn. Và cô ấy thì cũng không nói với con. Mà cô ấy tâm sự với lại bố vợ. Khi đó bố vợ mới gọi con xuống để nói chuyện chú ạ. Em gái nè, lúc đó em gái là mình tại sao mình không nói với chồng mình mà mình để cái sự hiểu lầm nó đến bố buồn như vậy? Thực ra là con sinh ra ở một cái gia đình kinh tế không được tốt lắm chú ạ. Nên là khi mà có cơ hội mà nắm trong tay của con á, khi đó con nghĩ là mình đang một tháng mình kiếm được cả gần 100 triệu thì mình phải cố gắng lên. Đến khi mà kiếm được nhiều tiền rồi, rồi có nhiều mối quan hệ, rồi con phải đi rượu bia này nọ kia thì cô ấy cũng khá là buồn. Cô ấy cũng có nói với con nhiều lần nhưng mà con vẫn chưa thức tỉnh chú ạ. Chú hỏi bố cháu là lúc đó thì bố cháu buồn hay không? Lâu lắm mà là có lâu con trẻ không buồn luôn, không buồn luôn. Bố sợ là những cái lời hứa của con ban đầu đó là bố vợ ơi con sẽ chăm sóc cô ấy này nọ kia sẽ không hoàn thành ạ. Khi đó bố khá là lo cho con gái ạ. Bây giờ con khắc phục điều đó chưa? Con khắc phục được điều đó lâu rồi chú ạ. Giờ con bị cái điều đó mất một năm ạ. Bố con đã hiểu tất cả mọi chuyện đó thì có bao giờ nhắc lại không? Rồi có bao giờ xảy ra những cái chuyện hiểu lầm như vậy nữa không Tuấn? Từ khi mà xảy ra chuyện đó thì bố con vẫn hay nhắc đến ạ. Bố nói là con ơi đừng như vậy nữa, nhớ là gia đình quan trọng hơn là kinh tế nha. Tức là kinh tế thì cũng rất là quan trọng, nhưng mà mình không thể ham mê cái kinh tế quá mà quên mất là phải chăm sóc gia đình. Thật ra phong tục truyền thống của người Thái cũng giống giống người Việt ha. Con rể mình không có chăm sóc mình cũng buồn chứ hả? Hiện tại thì gia đình mình á, vợ với con rồi ai chăm sóc nhỏ nhà, hai người đi làm hết hay là hai người công việc hết thì ai chăm sóc con của con? Dạ vợ con thì làm bác sĩ ạ, nhưng mà hiện tại là đang nghỉ ạ, bởi vì là công việc bác sĩ khá là bận rộn nên là không có thời gian để chăm sóc gia đình ạ, nên là chuyển sang mở quán bán giỏ sách ạ. Nhưng mà vợ con đang làm bác sĩ tại sao là phải nghỉ để đi buôn bán con? Thực ra là đang làm cái công việc bác sĩ cũng rất là tốt rồi ha. Rồi tự nhiên bây giờ vợ phải nghỉ vậy con có thương vợ không?
có cái cảm nhận cái sự hy sinh của cô ấy đối với gia đình không? Dạ vâng, con cũng có cảm nhận thấy điều đó ạ. Vì bao nhiêu năm học hành rồi đến khi mà được làm bác sĩ thì cũng cả một quá trình ạ. Nên là cô ấy đã hy sinh khá là nhiều vì gia đình, vì con. Ra là công việc ăn rất là tốt, bây giờ phải hy sinh như thế. À, hiện tại dịch bên này đang khá là phức tạp chú ạ. Nên là con đã đem cháu về gửi ở Việt Nam ạ, cho ông bà nội ạ. Con đã đem về Việt Nam từ năm trước rồi ạ. Nên là bây giờ hai vợ chồng con khá là rảnh tay cho công việc ạ. À, thì ra là cháu về Việt Nam rồi hả? Bố vợ con có nhớ cháu ngoại không? Là cháu tay sau anh đem về cho đẹp tay. Thôi qua dịch thì con cháu sẽ được đoàn tụ ha. Tình hình dịch ở bên đó thế nào rồi hả Tú? À, một ngày vẫn đang 15-20.000 ca. Và hai vợ chồng vậy thì bây giờ cái phần kinh tế như thế nào rồi con? Trong cái dịch này. Cái công việc tour du lịch của con thì gần như là quay về số 0 rồi chú ạ. Đã cấm hết các đường bay nên là gần như là xe của con mấy cái là đậu ở nhà hết ạ. Vì là con không làm du lịch nữa nên là xe của con sẽ chuyển sang chở xe đò ạ. Thì con vẫn phụ vợ con bán giỏ sách chú ạ. Ở Việt Nam thì tình hình dịch đang rất là căng thẳng như thành phố Hồ Chí Minh á. Nhưng mà có rất nhiều cái đội thiện nguyện vẫn đi tiếp sức cho những cái vùng tâm dịch đó. Vậy thì bên Thái Lan có như vậy không con? Dạ vâng, bên Thái Lan cũng có rất là nhiều chú ạ. Và vợ chồng con cũng hàng tuần mua gạo, rồi mua đồ ăn về để vợ chồng con nấu nướng và đóng cơm hộp và đi phát cho người nghèo ở Thái Lan ạ. Như vậy cũng tốt ha. Tôi nghĩ rằng cũng có cái tấm lòng đối với cái mùa dịch này đó. Hiện tại con vì là ở Bangkok đang dịch bệnh bùng phát nên là con đã chuyển nhà ở Bangkok thì con cho thuê lại và con chuyển về quê và mới mua thêm một cái nhà ở quê để ở cạnh bố vợ để tiện chăm sóc bố vợ. Mua được hai tháng cách Bangkok khoảng 90 cây chú ạ, ở Pattaya chú ạ. Mỗi tuần thì con qua thăm bố vợ bao nhiêu lần? Ngày trước con ở trên Bangkok cứ 1 đến 2 tháng là con về thăm bố vợ một lần. Còn bây giờ con chuyển về quê thì con ở gần bố vợ nên là gần như là ngày nào con cũng ghé qua để đi ăn cơm nhà bố vợ hoặc là bố vợ đến nhà con để ăn cơm. Từ khi mà về đây thì con cảm thấy gần gũi với lại bố vợ hơn và cái tình cảm mà dành cho bố vợ thì càng ngày càng nhiều hơn chú ạ. Bố vợ với con bây giờ khá là thân nhau ạ. Như thân nhau là được rồi, thân như những người bạn là được rồi. Sau một thời gian làm rể của gia đình á thì bà xã của Tuấn á cảm nhận thế nào về chàng trai Việt Nam này nè? Em không cần gì rồi, idol rồi, là này là no rồi, là idol cho em nhiều rồi, cho lớp, cho hết tất cả cho em nhiều rồi, này là em no hết rồi. Ý của cô ấy là bây giờ cô ấy đã con quên tiếng Việt. Hỏi em cũng không biết. Chú Quyền Linh ơi, con ở bên Thái lâu nên là nhiều câu tiếng Việt con bị quên chú ạ. Ở Thái lâu quá rồi quên tiếng Việt luôn hả? Cũng lâu lắm rồi con không về Việt Nam chú ạ. Cũng gần 2 năm rồi ạ. Bố vợ nè, bây giờ bố có mong muốn thay đổi gì từ con rể của mình không? Nhìn ngay cả cái phong cảnh họ phụ nữ xã Việt Nam với lại là đi phụ nữ xã Việt Nam đó. Giờ thấy con rồi. Cái đây cái đây sức xã anh đó, bác anh là đu là đu tạo lòng thì gì? Em muốn anh cho chăm sóc gia đình của em là em tốt hơn. Bây giờ là anh cho làm tốt rồi, là em muốn tốt nhiều suốt ngày luôn. Em không biết là em nói đúng không? Ngày hôm nay con muốn nói gì với bố vợ của con không? ผมแค่เป็นลูกเขยแต่ว่าผมจะรักคุณพ่อเหมือนคุณพ่อแท้ของผมก็สัญญาว่าจะดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดเหมือนกันพ่อเหมือนกันพ่อรักลูกเหมือนลูกชายตัวเองครอบครัวพ่อก็ไม่มีลูกชายมีแต่ลูกสาวไอ้บ่อ còn có muốn nhắn nhủ gì tới xui bà xui ở Việt Nam không? Dạ chào bà, hai con buồn lắm khi chứng lắm bà ai có ai có dù đi đi chụp thì như không mà giặc khu vực xã Việt Nam đây đến đây chỉnh xã cảm giác chỉnh xã nó chụp
dù là lúc chồng thì nó có hay không cảm mê mình có phát triển là nó có tin sao ở rồi nó có cẩn thận gặp Covid-19 nó có đưa lại tụi em đi đi khóc buồn. Còn con muốn nói gì với gia đình? Con thì có khá là nhiều điều muốn nói với gia đình, nhưng mà con tóm tắt lại là khi mà con xa gia đình á, thì bố mẹ khá là buồn. Con mong là bố mẹ hãy yên tâm, bởi vì là bố vợ cũng quan tâm chăm sóc con giống như là bố mẹ. Con mong là bố mẹ hãy giữ gìn sức khỏe và chăm sóc bản thân những cái lúc mà con không có ở bên cạnh. Con yêu bố mẹ. Em cũng yêu bố mẹ. Chắc chắn bố mẹ ở Việt Nam rất là xúc động về những chia sẻ của cả nhà từ Thái Lan. Chú tin chắc rằng là một ngày không xa, đại dịch sẽ hết và gia đình chúng ta sẽ được đoàn tụ. Con và vợ con sẽ được gặp con của mình, ông sẽ được gặp cháu ngoại của mình, và tất cả để cùng nhau chia sẻ những cái niềm vui sau đại dịch đó.